Đây là hộp dẻ, hộp dẻ này vô mua là nhiên lãng luôn hả? Nhiên lãng này mua 20.000 nè, không biết nhiêu tiền bạn nữa. Mình đọc thử nha. Ở đây menu nè. Ở cái này cứng lắm em. Hào sốt phô mai, sốt mỡ hành, tép mỡ, sốt kho quẹt. Hào phô mai miếng con bò cười, phô mai sợi. Hào sốt dâu, sốt chua ngọt, sốt trứng muối, sốt ớt xanh, sốt sa tế, sốt me, sốt hương ớt chuông, sốt sa. Giờ kêu quá wasabi. Vị nào cũng kêu ra hết đi. Hào trứng cút. Hào sốt chanh dây. Hào sốt bơ tỏi đậu phộng. Hào sốt bơ tê. Hào sốt xả tắc. Ủa 18 cái vậy hả? 1, 2, 3, đâu có đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hết nói. Anh ơi, tem kêu hào. Ghi hả? Thì ghi hết đi. À em ăn hào không ai. Hả? Mỗi tháng kêu 18 vậy hả? Kêu 18 vậy hả? Ừ, anh có biết. Đâu tính ra tiền ra 18.000 chén, tính ra hết 18 chén ra nhiều 18. 3, 2, 3, 2, 18. 18. Thì nhờ 18, cho 386. 386 là 20 vậy. À, 18 vậy. 18 vậy hả chị? Biết hai lần vậy là 36 vậy. Ví dụ em ăn hết, hết như đây vậy chị có tặng tặng em cái chén nào không? Giờ ăn 18 chén tặng 2 chén đi. Để được 18 chén này luôn. 18 chén hèo. 18 chén hèo. Anh ơi, cái này là gì? Cái này là ba tê. Ba tê. Còn cái này là cái này là gì? Để giờ chỉ ra chỉ hèo đi. Vậy hả? Thôi để chút này tiền, để chút nó sôi lên đây tiền. Lẹ sôi lắm luôn á. Mấy cái chén này là cái chén này là chén nhỏ xíu để dành chấm, để dành đựng nước mắm để chấm nè.
để lên cái bếp than để cho nó nóng lên cho hào nó chín thôi. Chứ còn mấy cái này thì anh chị không có cho mình thấy. Đây là bí quyết hay sao á? Có cái gì gấp đây nè, có cái này. Đây. Cái nào mà sôi rồi cái mình để vô đâu. Chứ sôi cái mình để ra ngoài. Rồi cái này sôi rồi nè. Thôi nhưng mà chưa sôi không? Để nó sôi nhiều nhiều đi. Cái này là sa tế phân tư. Bé nào không biết em, đâu. Chị này phải sa tế không? Phải không? Hả? Hải này sa tế không? Ớt chu hả? Không biết luôn hả? Bác không biết. Ôi không ai. Biết không? Không ai luôn. Ủa đi ngon nè, này ngon nè. Này ngon nè, chưa để lát nữa đi, lát nữa đi. Nè, nguyên cục không ai luôn nè, thấy không? Chị cái này là gì chị? Wasabi. Một bạc hả? Chị tở đi. Tở gì hả chị? Cút. Cái cút, cái cút. Cái này là gì vậy? Bơ tỏi. Bơ. Chị, chị cái mắm xạ. Chị có bán ở thành phố không? Không có sợ. Chị bán này hả? Chị bán được bao lâu rồi chị? Chị mới cho mấy tháng hả? Hả? Sao em không biết ta? Em mới biết lần đầu em mới lại chứ em biết chị bán khoảng này là em chạy lại rồi. Nghe hả? Hào này ở đâu rồi chị? Ở Bình Đại. Mỗi cái chị bỏ rau để cho nó không có bị đụng ngồi bị rong rong bị lộn bị lai lai bị lộn xộn á. Cái này là gì vậy không chị? Này phải mèo. Không mai. Ủa gì lẻ ra vậy? Không mai sợi. Không mai sợi hả? Không mai sợi. Cái con học mai mi. Cái này là gì? Sao sao? Con bên đây là gì chị? Ba tê. Con này chị nó cút dừa gì vậy? Bơ. Ê à, không mai. Không mai hả? Này không mai, này không mai. Còn cái này là chanh dây hả? Cái đó là trứng muối. Trứng muối hả? Cái muối chưa nấu á, đập ra nó không mềm nha. Vậy hả? Ừ. Sao? Thót là chị có nghĩa là chị làm, chị lên rồi. Còn này để chị tính tiếp mà chị. Có dầu hả? Gì cái này lắm? Hay. Ớt xanh. Ớt chuông. Ớt xanh. Rồi mình nấu ở trên đây thì vậy được bao lâu rồi mình ăn được chị? Bữa nay tụi em ăn xong rồi thì môi quá chị bán đắt à.
nữa, chưa đăng nữa đâu mà còn chị bác không bác không tắt thì chị cũng đừng kiếm em. Cục phô mai nè, hàu phô mai nè. Thì giờ mình ăn thử hàu phô mai. Ngon quá béo. Hình như trong đây chỉ có chế miếng sữa tươi trong đây nè. Cho nên nó có nước. Đâu có. Có mai là hàu nó phục. Hàu nó phục nước ra. Phục phẩm. Hàu nó phục nước ra. Hàu phô mai thì nó không có mặn, không có ngọt. Nó chỉ có cái mùi phô mai này nè. Béo quá. Ngon nè. Cái này là xả là hay ngon rồi á. Còn cái này là hàu gì đây? Hàu này hàu gì á? Cái đó là ba tê. Ba tê hả? Có không? Ba tê. Ba tê cũng có cái vị cái béo. Thơm thơm, mùi ba tê. Không có mặn, cũng vừa ăn. Rồi mà pha với lại cái nước hàu á. Cái món hình như là chén hàu vậy, pha với cái nước hàu. Cái nước hàu nó ra mình nghe mùi thơm bút. Với lại nghe cái nước cút ra.
tiếp luôn con hào đó. Ăn như con rồi mới gọi là ăn, ham ăn, nói ham ăn đại đi. Áo ăn để chọn gì ta nữa. Ngon, ham ngon. Hào cái cốt quá, hào cái cốt quá thì trong đó có mỡ hành, thì giống giống như là xà lâm nước mỡ hành vậy á. Nó có chỉ để thêm cái tính cốt vô mà nó có tính cốt ngon nha. Còn cái này là gì ta? Nếm mà hết dễ người ta rồi.
thì cà chua. Ừ. Vừa nguyên chén vậy cà chua. Món này là gì vậy? Tôi nói thiệt luôn nha. Một hồi thấy biết sao không? Cái này là gì, này là gì? Hồi ăn hết thì biết là. Cái này là gì ngon nữa? Bơ chứ không phải nãy giờ không ai mà. Nãy giờ mình ăn sơ sơ là mình biết người tám vị ở đây gần sao. Hồi nãy giờ tụi mình nếm sơ sơ à, tụi mình cũng biết cái vị của mỗi một chén gần sao. Nếu mà nãy giờ mà không nếm thử thì mỗi đứa biết được có một hai vị thôi. Nếm chung vậy thì mới biết được nhiều vị khác nhau. Rồi giờ ai ăn ăn đi nha. Không ăn mình ăn. Ăn này. Nhiều hôm mai cho. Không ăn có được không ăn. Không ăn hôm mai đâu. Mình thích ăn mù tạt. Ăn mù tạt vô nó nồng lên mũi nó đã sao quá. Thời gian này mới dành với hôm mai đó. Còn cộng làm hồng nè. Còn cộng làm hồng nè. Còn cộng làm hồng nè. Ngon ngon ngon. 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 Mày ngon. Ngon ngon. Này cũng ngon đó nè. Ngon. Không dám được của con ngon hơn nè. Nè con nè, biết gì không? Cái bản gì ba tê đó. Hết chất chất. Hồng ơi, chết cái mũi. Chảy nước mắt luôn á. Mũi hỏi vậy. Nên là cái này không phải là nguyên chất, gặp nguyên chất là nãy mình sạch luôn rồi. Còn một cái lươi hả? Ừ, ăn đi. 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 Vậy là
thiệt luôn á. Chị có bí quyết nào không chị? Cũng vậy nữa. Có bí quyết gì đâu hả? Cái này em nhát. Đẹp sao bằng chị? Thiệt, tướng chị đẹp thiệt luôn á. Qua chị ở đâu chị? Ở đây luôn. Ôi như là chị chủ chị ra chị mướn một bàn rồi để chị làm cho luôn á, chị giỡn rồi. Là tối chị về hả? Ở đây là chị mướn, ở đây chị mướn cho chị. Tối chị về nhà của chị, còn chỗ này là chị mướn để chị làm ăn thôi. Chị mướn đây nhiêu tháng chị? Để nó uống rượu. Nào chị có nói chị làm một mình chị hay là chị có người thợ phụ không? Không, mướn em mà, mướn em mà. Chị chỉ có cần thợ phụ, chị muốn em qua đây. Em ăn chơi, ăn chơi chị. Em ở nhà cũng làm vườn nha chứ em không phải dân ở chợ. Em ở ngay khúc Hòa Lộc đó chị. Chị ngồi đó là người chưa? Nhắm con bên đây, nấu. Mở con bên đây, nấu con bên đây. Thế chứ cài mắt nó đâu được đâu. Chị nói mày đẹp không? Mày không biết. Hay hỏi câu kỳ. Tại nào tới giờ mình không có nói mình cho nên mình không có biết. Nó không có đau. Dạ. Tự nhiên. Khu của chị là khu gần cầu Bến Tre Một. Thì cái chỗ mà chị, chỗ mà mình đang ngồi quán của chị nó nhỏ lắm, nó không có lớn. Khi mà mình đi ngang á, mình phải để ý mình mới thấy. Thì khi mà mình muốn kiếm quán của chị thì đối diện với quán cà phê lớn ở bên kia là quán cà phê gì vậy? Thành Văn. Thì nhìn qua bên đây, điếm là từ ngay cái quận binh ở đằng kia qua hai cái cột điện là tới chị, quán của chị. Sao chị không để cái bảng này nè chị, ngay ngoài ốc cây nó được không? Dạ, tại chị biết sao không? Cái bảng này bữa bạn em, đúng rồi, bạn em nó đi ăn, nó nói ha, bữa nó cũng đi kiếm mà nó lại chị kia, chị nó chạy hai ba vòng luôn mà nó không thấy. Người nãy em chạy em nhìn kỹ, rồi em nhìn kỹ vô đó mình mới thấy á. Chị ra ở đây không ai bán rồi, chị bán đắt lắm á. Thiệt, nghe nói thiệt, mưa lớn hay chị chờ 3-4 ngày nữa thì là quán chị đông thiệt là đông luôn. Không có gì đâu, chị đừng có ngại mưa lớn em ra mình nói với Trang em miễn phí được rồi. Chị ơi, chị có khách rồi, chị bán chị có đệ tử chị một đêm vậy chị bán khoảng bao nhiêu chén vậy?
chị cho em gọi chị cắt nữa chị. Chị thấy hơi chị sợ. Clip của khách tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất